đây là màu của cây hoa đại vàng các bạn nha. Đẹp không ạ? Ở ngoài viền thì nó là màu trắng, nhưng ở trong nhị của nó, phần gần nhị nó màu vàng, rất là đẹp. Đặc biệt là cái cây đại vàng này nó thơm các bạn nhé. Rất là thơm, dí mũi vào cái mùi thơm của nó thích lắm ạ. Hoa đại được gọi là quốc hoa của nước Lào đấy các bạn ạ. Hoa đại được gọi là quốc hoa của nước Lào đấy các bạn ạ. Hay còn gọi là hoa Champa. Đẹp không ạ? Nhà mình có rất nhiều các kích cỡ nhé bạn nhé. Từ cái cây đường nó bé như những cây này, đường kính nó khoảng tầm 3, 4, 4, 5, đến những cái cây mà 10, thậm chí có những cái cây mà đường kính 20, trên 20 cũng có bạn nhá. Các bạn có nhu cầu thì gọi điện alo, số điện thoại là 0977973535 để đặt hàng và ủng hộ cho nhà mình ạ. Hoa đại có 3 màu hoa nhé bạn nhé. Màu trắng như các bạn nhìn thấy ở, màu vàng như các bạn nhìn thấy ở phần đầu của video đấy ạ. Và đây là một màu nữa là màu đỏ ạ. Màu đỏ đấy ạ. Và màu hồng ạ. Đây. Màu đỏ bạn nha. Đó, đây không? Màu đỏ thì nó không có mùi bạn ạ. Và màu hồng ạ. Đây là cái hoa màu hồng ạ. Đẹp chưa ạ? Màu đỏ với màu hồng không có mùi bạn ạ. Còn đâu màu vàng thì mùi rất là thơm ạ.